đã đến với chương trình Cho Phép Được Yêu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Sunrise Media thực hiện và được phát sóng vào lúc 21:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7, được tài trợ bởi Sum Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang và đặc biệt là nhà tài trợ chính Sum Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu. Và hôm nay nhân vật chính mà Ngọc Tiên muốn giới thiệu đó chính là bạn Võ Huyền Băng Châu. Xin chào Băng Châu. Cho Ngọc Tiên hỏi, không biết là năm nay là Băng Châu bao nhiêu tuổi rồi ha? Hiện là bạn vẫn còn đi học hay là đi làm rồi nè? Dạ, em chào chị. Hôm nay em 22 tuổi, làm thêm về thư ký kế toán tại công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam Vinason Taxi ạ. Cho Tiên hỏi chuyện riêng tư tí xíu thôi. Hồi đó giờ mình có bao nhiêu mối tình rồi? Từ trước tới giờ thì em có 3 mối tình rồi. Mối tình lâu nhất của em là gần 2 năm. Khi mà đến với mối tình đó, cái điều gì động lại cho bạn nhớ nhất? Cái lần đó thì do anh khó khăn và anh đang cần tiền trang trải việc học cũng như cuộc sống này nọ, thì hai đứa đó làm đủ mọi cách, đi làm thêm, mượn này này kia vẫn không đủ, thì em đã bán máu. Đã bán máu của mình luôn á hả? Dạ, em bán máu và lấy cái số tiền đó mà phụ giúp cho hai đứa duy nhất một lần đó thôi, và không còn cách nào khác nên em đã như vậy. Nhưng mà sao mình chia tay vậy? Tụi em không hợp, với lại người đó có một người khác. Bạn phát hiện ra hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lúc đó cái mình có cảm thấy như thế nào không? Đợt đó em phải mất 5-6 tháng để mình có thể sống bình thường lại được sau cái chuyện đó. Có thể nói khi mà Băng Châu kể như vậy, tuy là bạn cười nhưng mà Tiên biết đó là một trong những cái kỷ niệm mà rất là buồn. Bởi vì một cái mối tình mà mình đã đặt rất nhiều tâm huyết ở trong đó, thế nhưng cuối cùng mình lại phải chia tay. Thôi không hỏi nhiều nữa, mất công không khí trùng xuống. Hôm nay thì Băng Châu mời ai tham gia cùng mình nè? Dạ, hôm nay thì em có mời bà nội, mẹ em và người bạn thân thiết của em. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngay những người thân của bạn Băng Châu nhé. Xin mời gia đình ạ. Em nói là có bà nội với lại mẹ mà. Dạ, là bà nội em. Hả? Con bất ngờ quá, nãy giờ con tưởng là hình như bà nội còn chưa vô thôi. Bà nội em năm nay 67 tuổi rồi. 67 tuổi? Bà trẻ măng à? Dạ. Bà tên Nguyễn Thị Ngọc Ẩn, ở nhà nấu cơm cho cháu rồi nó ăn nó đi học. Chắc hay ăn cơm của bà nấu lắm phải không? Dạ, là mẹ em à. Mẹ em tên là Huyền Tôn Nữ Kiều Hạnh. Mẹ năm nay 50 tuổi. Vậy cô chắc dòng dõi vua chúa. Đúng rồi. Dạ. Dạ, mình là quê là ở Huế hay ở đâu? Quê ở Huế nhưng mà vào Sài Gòn năm 2 tuổi. Dạ. Dạ, cô hiện nay là mình công tác ở đâu không cô? Cô là nhân viên của trường quốc tế ở quận Phú Nhuận. Dạ. Bạn em tên là Nguyễn Hồ Kim Ngân, bằng tuổi với em luôn. Em với Châu là tình cờ gặp nhau trong một buổi làm việc, sau đó là hai đứa nói chuyện với nhau là hợp nhau, là bắt đầu chơi thân đến bây giờ. Như hai chị em vậy đó, có cái gì cũng tâm sự với nhau hết. Xí xí cho Tiên hỏi, thường là Băng Châu hay tâm sự cái mẫu người lý tưởng của Băng Châu là sao nè? Châu thích một cái mẫu người, nói chung là không yêu cầu quá nhiều về ngoại hình, nhưng mà cái người đó phải gọi là chung thủy và biết quan tâm, lo lắng cho mình là được. Đó là một trong những cái tiêu chí mà chắc hẳn rằng các chàng trai sẽ phải bộc bạch nhiều điều đây, và chúng ta cũng sẽ cùng tìm kiếm xem cái tiêu chí đó liệu có trong những ứng cử viên phù hợp nhất hay không. Nhưng mà Băng Châu nè, không biết gia đình của mình sẽ ủy thác cho ai là người ra những cái quyết định cuối cùng ạ? Em nghĩ người ra quyết định cuối cùng thì chắc em nhường cho bà nội vì bà lớn nhất. Như vậy là bà nội sẽ là người quyết định cuối cùng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào vị trí của mình để sẵn sàng tìm hiểu về các ứng cử viên phù hợp nhất dành cho bạn Băng Châu của chúng ta. Quý vị và các bạn đã cùng trở lại với chương trình Cho Phép Được Yêu. Chúng ta đang cùng đến với vòng đối thoại. Kế bên cạnh Ngọc Tiên đó chính là mẹ của bạn Băng Châu là cô Hạnh, và cùng với lại bác Ẩn là bà nội của Băng Châu, và cùng với bạn Kim Ngân là người bạn thân thiết của Băng Châu. Thế Băng Châu đâu rồi? Băng Châu sẽ đến với một không gian rất riêng, có một người hỗ trợ và đồng hành, đó chính là ca sĩ Tim. Tim ơi, không biết là khi mà cùng ngồi cạnh với Băng Châu thì Tim thấy như thế nào, một cô gái ra sao ? Tim thấy là Băng Châu là một cô gái có một mái tóc rất là xinh nè, có lẽ là một cô gái hơi rụt rè và hơi sống nội tâm một chút xíu. Và Ngọc Tiên cũng hy vọng rằng lát nữa bạn Băng Châu sẽ có nhiều điều thổ lộ để chúng ta có thể thấy được những cái điều mà bạn ấy mong muốn từ những ứng cử viên của mình nha. Và không để gia đình chờ đợi lâu hơn nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ứng cử viên đầu tiên, đó chính là bạn Hoàng Duy.
Mặt hiền quá. Mặt hiền hả? Cả nhà vỗ tay luôn cho con hỏi. Xin được hỏi là tại sao mình vỗ tay hả? Thấy cậu gương mặt dễ thương. Dạ. Tướng người cũng cao ráo rồi kia nọ cũng. Dạ. Con ơi, con có phải là vận động viên không con? Dạ không, con là lập trình viên. Vậy bây giờ chắc là bạn Hoàng Duy hãy giới thiệu về bản thân của mình với tất cả mọi người ạ. Xin chào bạn nữ và gia đình của bạn nữ. Con tên là Nguyễn Hoàng Duy, con 25 tuổi. Hiện tại con đang học tập và làm việc về lĩnh vực công nghệ thông tin. Dạ không biết là cả gia đình của mình thấy Hoàng Duy thì mình thích ở điểm nào nhất à? Thấy cậu mạnh lắm, được điểm rồi. Dầu là cái nghề của cậu làm ra cái đó là bà không hiểu cái gì. Anh ơi cho em hỏi là anh có từng tham gia nghệ thuật chẳng hạn như là diễn viên hay là người mẫu gì chưa anh? Người mẫu thì anh chưa, nhưng mà anh đã từng tham gia một số hoạt động ca hát phong trào. Và thỉnh thoảng lúc có thời gian rảnh thì anh cũng đi tham gia vai trò diễn viên quần chúng. Dạ, thì chị em thấy anh rất là cao, tướng rất là chuẩn, rất là đẹp. Cảm ơn em. Thường thường thì cô hay nghĩ về cái chàng rể tương lai của mình là phải nó hơi bụi bụi một tí. Thì cái phong cách này là thấy cũng hơi bụi bụi đó. Bụi bụi. Hơi bụi bụi. Tức là trong thấy nó nhìn nó khỏe khoắn. À khỏe khoắn dạ. Em cũng rất là thích cái phong cách này. Mình có thấy có cái gì mình không thích không? Bà thấy cái nào cũng được hết á. Bà không thích con người trau chuốt, bà thích con người bình thường như vậy, bình dân như vậy nè. À, bà thích, thành ra bà cũng không có chê cái gì hết. Yeah. Sau này thí dụ như Văn Châu mà có bị ai hiếp không biết con có binh vực được cho Văn Châu không, chứ thấy con cũng hiền quá, chứ Văn Châu là hiền lắm. Trời, mình mới nhìn ở bên ngoài thôi mình chưa biết đâu. Dạ thì thiệt sự là em cũng rất là hiền. Hiền không vậy hay là đang giỡn vậy? Đôi khi con người mình cũng có những lúc mà mình nóng giận, nhưng thường những lúc đó thì em thường đi chỗ khác em uống nước hoặc ngồi một mình. Em không thích để cái cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng tới những người mà quan trọng đối với mình. Hay chứ, có suy nghĩ về ai á. Biết nói quá hả? Nãy bà nội có nói là bà nội không biết cái công việc đó là con làm cái gì. Con nói rõ. Dạ là lập trình viết phần mềm á. Trời, mấy người này nhiều khi là muốn bán online hay là kinh doanh cũng đều có thể làm được luôn đúng không? Dạ, thiệt ra thì em cũng có một cái trang Facebook kinh doanh nhỏ nhỏ. Tại vì em có làm kem mà em tự làm, kem trái cây đó. Có thể đa dạng ngành nghề có thể áp dụng được hết. Dạ, nhà mình có thích ăn kem không vậy? À, bà nội thích ăn kem vậy? Bà nội thích ăn kem em ơi. Để chồng nó cũng thích lắm. Anh ơi cho em hỏi là mình bán online như vậy là chắc là mình cũng đã từng livestream qua rồi đúng không anh? Anh chưa livestream tại vì anh thấy cái việc đó nó hơi kỳ kỳ. Nhưng mà người ta bán chạy lắm. Rồi bây giờ ha, chỉ trong 60 giây thôi, bạn phải giới thiệu ra như thế nào để mà thuyết phục được 4 người này mua kem của bạn. Đây là tất cả các sản phẩm, tất cả các mùi hương của kem mà shop mình đang bán. Thì các bạn có thể thấy đó, ngoài sô-cô-la, trà xanh ra thì mình có một số những cái vị trái cây nhất định. Và khi các bạn có thể thấy, khi các bạn múc muỗng kem lên, các bạn có thể thấy một có những cái miếng trái cây thật ở trong đó. Chúng tôi sử dụng trái cây thật và rất là hạn chế trong việc sử dụng các phụ gia để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Anh ơi, mỗi cây kem bao nhiêu tiền nha anh? Em bán theo hũ chứ không phải bán theo cây. Nếu mà có ai đặt hơn 2kg thì có thể là em sẽ free ship hoặc là giảm giá. Rồi đút cho người ta ăn luôn phải không? Dạ đút thì không có. Hơi ngại tại dạ. Nhưng mà lỡ Băng Châu mua thì đút luôn. Dạ nếu là Châu thì nếu là người em thương thì ok. Cô, nhưng mà hồi nãy giờ là Duy nói vậy có đủ thuyết phục gia đình của mình mua kem của Duy chưa ạ? Em không biết có thuyết phục chưa mà em nghe anh tả em thèm. Mà nói muốn mua để coi cái kem nó ra làm sao. Cũng có những nhiều người mua con mà mua tới lần thứ ba thứ tư thì họ nói là ăn ngon. Ngon à? Dạ. Thật sự là tại lúc nãy anh nói thì thấy ảnh hơi run á. Cho nên là nếu mà em chỉ là một người mua hàng bình thường thì em sẽ không cảm thấy thuyết phục cho lắm. Không nhưng thuyết mà phục. Em đang là vai trò là một người để anh thuyết phục. Cũng bên cạnh ảnh cho nên em cảm thấy cái gì đó rất là dễ thương. Tại vì ảnh nói ảnh run và ảnh rất là chân thật trong đó. Như vậy là có kinh doanh thêm. Chỉ có bán kem thôi á hả? Ngoài ra em có bán khô gà nữa nhưng mà không được chạy lắm. Như vậy thì thời gian con đi học, rồi thời gian đâu con đi làm, rồi con học ở trường nào? Dạ con đang học ở đào FPT. Khi nào con rảnh con mới ship. Nhiều khi con cũng phải từ chối đơn hàng vì con bận học. Hiện nay thì Di đang ở với ai con? Dạ hiện nay thì con đang ở trọ ở quận Gò Vấp cũng được 3 năm nay. Bố mẹ đâu? Bố mẹ con ở đâu?
Dạ, hiện tại là bố mẹ con đều đang ở nước ngoài và họ cũng đã ly hôn rồi. Ly hôn hồi lúc con bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc con 3 tuổi. Vậy rồi con ở với ai? Trước khi con học lớp 8 thì con vẫn ở với mẹ và ông bà. Thì sau này mẹ con á, lấy người chồng mới thì con lại ở với ông bà. Hộ khẩu con ở đâu? Hộ khẩu thường trú của con là ở Phan Thiết quê con. Con chỉ vô đây con tạm trú thôi hả? Dạ, tạm trú thôi. Mình tự lập chuyện này là lâu chưa? Dạ thì từ khi em vào đại học thôi. Tại vì tốt nghiệp cấp 3 thì em không đi học ngay. Lúc đó gia đình của em cũng kinh tế cũng chưa có ổn định, cho nên là em cũng đi làm những công việc như là nhà hàng rồi phục vụ, hoặc là thỉnh thoảng em cũng có dắt một số những người nước ngoài đi chỗ này chỗ nọ ở quê em. Con anh văn cũng giỏi lắm hả? Dạ thì con có bằng IELTS 7 chấm. Di ơi, ba mẹ có hay thường về thăm con hay con có hay thường đi qua bên đó không? Dạ con chưa bao giờ qua bên đó cả, tại vì con thấy thứ nhất là họ cũng có gia đình riêng rồi, thứ hai á là cuộc sống họ cũng khó khăn, cho nên là con chọn quyết định ở Việt Nam thì cũng là một phần là vì muốn tốt cho cả gia đình của hai người đó. Rồi cơm nước sao con? Dạ thì nếu mà có những ngày mà con học cả ngày trên trường thì con phải ăn trên căng tin trường thôi. Còn nếu mà con ở nhà thì con tự nấu. Ồ, giỏi ha. Biết nấu ăn. Nấu cơm, chiên trứng, chiên cá. Hủ tiếu, bò kho, rồi thịt kho, tộ, rồi cá kho. Hay đấy. Nhưng mà con không biết là chặt các cổ gà mới làm cá đâu. Thôi thích quá vậy. Như vậy là nếu mà Băng Châu mà lấy được em này về là chắc chắn thế nào là cũng được ăn nhiều món ngon. Chẳng phải là nấu cơm hay là chẳng phải là đi chợ gì hết trơn luôn á bà nội với mẹ ơi. Dạ nói chung là được chăm sóc hết luôn á. Có không em? Em nghĩ là mình nấu ăn thì cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà nếu mà em nhận được một cái sự chăm sóc nhất định nào đó thì em cũng sẽ rất là vui. Mình cũng không nhất thiết vợ là phải nấu ăn hay là chồng thì phải sửa điện vân vân. Việc nhà thì ai làm được tốt việc gì thì mình cứ làm thôi. Đúng. Thí dụ sau này tụi con có thời gian tìm hiểu để tiến tới với nhau á, con có lo liệu được cho Băng Châu không? Khi mà quen thì cái chuyện đưa đón hay quà cáp hay chăm sóc nhau đó là chuyện tất nhiên. Nếu sau khi con tốt nghiệp hoặc là kiếm được một cái công việc nào đó ổn định hơn thì con sẽ chăm sóc Châu tốt hơn. Lương con được bao nhiêu tháng? Chứ đi làm sao có lương? Nếu con tự làm được thì cũng phải từ 7 tới 10 triệu. À, vậy cũng ngon cũng... Nội ơi. Theo như cô biết là cái mức lương như vậy một người độc thân thì sống được chứ mà hai người là không thể nào đủ sống đâu. Nếu như mà sau này anh với Châu trở thành vợ chồng thì anh nghĩ là hai người sẽ sống ở đâu? Cái định hướng mua nhà thì gia đình của anh cũng có hướng đó, nhưng mà sẽ phải đợi sự nghiệp của anh ổn định một chút. Lúc mà quen Châu hoặc là cưới Châu chưa có điều kiện để mua nhà thì chắc chắn là phải kiếm một cái nhà trọ nào đó. Chắc chắn là phải rộng hơn cái phòng trọ của anh rồi. Em muốn là anh cũng có cái gì đó nó ổn định một chút. Ổn định. Nghe anh nói là khả năng em có thể tới phòng trọ nội kia thôi thì em hơi... Thí dụ sau này Băng Châu nó thích đi đất thì con có thể tạo điều kiện để tụi con đi qua đó định cư luôn được không? Đúng rồi đó, bố mẹ của em đang ở Đức mà. Mẹ em đang ở Thụy Sĩ. Ôi, Thụy Sĩ là càng tốt hơn nữa. Thiệt ra những cái người không có được học cao giống như ba mẹ em á, thì cũng phải rất là vất vả ở bên đó. Còn cái chuyện mà đi và ổn định ở bên đó thì có lẽ là phải liên quan tới nhiều thủ tục pháp lý nữa. Giống như những điều chia sẻ của Hoàng Duy thì có phải là sống ở bển là còn khổ hơn ở Việt Nam nữa đúng không? Khổ hơn ở Việt Nam. Người Việt Nam có rất nhiều thời gian để cà phê. Nhưng ở bên đó thì không. Đúng. Đúng rồi. Sau này lập gia đình á, mà cái hoàn cảnh có như thế nào đi nữa thì cái người này cũng là vượt qua được hết. Bởi vì người ta đã từng cực khổ, từng là bươn chải để là nuôi cái cuộc sống người ta rồi. Một điểm trừ đó là Duy hơi hiền quá, sợ không có mạnh mẽ lên để mà bảo bọc cho Băng Châu. Cái điểm trừ thứ hai nữa là thí dụ có cái hữu sự gì không có ông bà ở đây để mà thí dụ mình tư vấn. Em nghe hoàn cảnh của bạn nam này em rất là giỏi. Chứ nếu mà gặp những người mà họ hơi yếu tâm lý có thể là họ sẽ đúng ăn rồi. Chơi hoặc như xa ngã. Đúng rồi. Mời gia đình sẽ gặp gỡ ứng cử viên tiếp theo, đó chính là bạn Trọng Nghĩa. Trai ha, cao to. Không biết là gia đình của mình thấy Trọng Nghĩa như thế nào ạ? Thấy cũng dễ thương, ăn mặc thì thấy được, nhưng mà hơi lùn chút. Hơi lùn, dạ.
Bạn cao bên mấy lận? Dạ em cao 1m72 chị. À 1m72 dạ. 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 Sao bà nội thấy lụng? Tại mắt bà nội không có kiến, không nhìn rõ. Dạ. Chắc là bây giờ xin mời bạn Trọng Nghĩa có thể đi catwalk khoảng 2 vòng để mọi người thấy rõ hơn được không ạ? Em sẽ lại gần bà nội để cho bà nội thấy rõ em hơn. Xin mời bạn. Cao mà đúng không? Khỏe mạnh, tướng đi đẹp. Dạ. Cảm ơn nội. Bây giờ con lại gần bà nội mới thấy con cao á. Con xin mạn phép con xưng hô với bà là bà nội và mẹ cho nó gần gũi. Nói chung là hồi nãy giờ đứng gần quá rồi đó. Dạ. Chắc mình trở về chỗ cũ của mình nha. Cô thấy con ăn mặc chỉnh chu á, tóc tai gọn gàng. Em không thích con trai để tóc này cho lắm. Nhưng mà con mắt hình như hơi nhỏ ha. Phải không con? Cô thấy con cười cái không thấy Tổ quốc đâu hết. Bắt một mí ló cô. Nhưng mà nhìn thấy có duyên đúng không vậy? Đúng rồi. Bây giờ chắc là Trọng Nghĩa sẽ giới thiệu rõ nét hơn về mình được không nào? Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Trọng Nghĩa. Năm nay 24 tuổi và hiện tại con đang là nhân viên văn phòng tại một công ty của Nhật ở quận Nhất. Công việc của em là gì? Công việc của em là chuyên về team demo á, nhằm chủ yếu là để quảng bá cái sản phẩm của công ty để tiếp cận được với khách hàng nhiều hơn. Ưu điểm lớn nhất của bạn là gì nè? Ưu điểm mà để em tự hào nhất á là được mọi người khen nhất á là nấu ăn giỏi. Nhược điểm là hơi bị run trước mọi người. Nhất là phái nữ đẹp đúng không? Nhất là bốn người đẹp đang ngồi ở đây. Dạ đúng rồi. Mà tôi nghĩ là mới có run rẩy thôi chứ cũng đâu có gọi là nhược điểm lớn gì đâu. Phải lớn nhất nữa kìa. Mọi người sẽ có một cái gì đó mà mình thấy là mình có một cái tính xấu đó, nó kinh khủng nhất kìa. Đó là những lúc em mà giận dữ á, kìm không được á, em ưa nổi cáo lên. Vẫn chưa có gọi là cái nhược điểm gì mà gọi là trầm trọng hết trơn á đó. Mà tôi nghe nói đâu có cái anh chàng Trọng Nghĩa gì đó có cái nhược điểm gì đó lạ kỳ lắm kìa. Hồi đó thì mình chưa bao giờ mình nói với ai biết hết trơn á đó, mà hôm nay bắt buộc phải nói. Hôm nay đứng trước mặt bà nội và mẹ thì em xin khai thật cái vấn đề em không bao giờ nói với ai luôn. Dạ gọi là bí mật động trời đó vậy. Tật và xấu lớn nhất đối với em là hơi ở bẩn. Bẩn? Ở dơ hả? Nó ở dơ thì hơi kỳ kỳ. Nhưng mà thật sự là thường thường một tuần em dành khoảng một lần để dọn dẹp nhà cửa, hoặc là mặc cả 7 ngày xong hết đồ em dạ. Mới giặt. À. Dạ, nói chung là gia đình mình đừng có nói cho ai biết nha. Con ơi, như vậy thì có hôm nào mà con quên con không tắm luôn không con? Dạ, cái chuyện đó là không có mẹ. Sáng tắm rồi thì tối đi làm về phải tắm chứ. Tắm 2 lần ngày lận. Vậy là có ở dơ không hả bà với lại mẹ? Ở dơ thì không ở dơ. Cái đó là do nên con mắc cái công việc. Con mắc đi làm nhiều quá, con không có thời giờ dọn dẹp. Chứ con cũng sạch sẽ lắm. Dạ, cảm ơn nội. Con biết không, cái phòng trọ mình là nơi sinh hoạt của mình. Mà nếu mà con ở bẩn quá thì nó sẽ không có tốt cho cái sức khỏe. Con cảm ơn cô ạ. Con cho bà hỏi, con anh em con đông không? Gia đình con thì có 2 chị em. Hiện tại thì ba mẹ con ở Bạc Liêu, chị có chồng ở Bình Dương. Lương của mình có ổn định không con? Thu nhập hiện tại thì con ổn định và con cũng có gửi một ít chi phí về cho ba mẹ hàng tháng. Chắc là mỗi tháng gửi mấy chục triệu về cho gia đình rồi. Dạ không có đâu chị Ngọc Tiên. Tháng lương khoảng bao nhiêu con? Dạ khoảng 10 triệu à. À, nếu như mà sau này á anh đến với Châu, khi mà hai người về ở với nhau thì anh định là sẽ ở riêng hay là ở chung với gia đình của anh? Mình á là cũng là một trai một, cũng tùy thuộc vào Châu. Nếu mà Châu thích cuộc sống ở dưới quê thì có thể là mình với Châu cũng về quê cũng được. Nhưng mà còn nếu không thì trên đây. Nếu như mà Châu nói là Châu muốn về quê ở thì anh nghĩ cái công việc của anh trên đây nó sẽ như thế nào? Công việc của Nghĩa ở trên đây thì thật sự là cũng đang ổn định. Nếu mà Châu mà muốn về quê sống cuộc sống gọi là an nhàn á thì mình sẽ chấp nhận làm lại từ đầu và xuống dưới tìm một công việc mới. À, thế nhưng nếu như bây giờ Băng Châu muốn đi về quê rồi muốn trở thành một cái cô gái làm nông chính thống, rồi có thể là hai vợ chồng chỉ có túp lều tranh hai trái tim vàng thôi, thì bạn có đi theo bạn ấy không? Trong cái thâm tâm của em thì vẫn có cái gì đó là cũng muốn sống theo kiểu quê. Nếu mà Châu mà muốn như vậy thì càng rất là tốt đối với em luôn. Em cũng rất là thích. Em là con một nên muốn ở cạnh ba mẹ thành Sài Gòn. À, em chỉ muốn gần gia đình thôi. Ok, rồi. Tại vì đối với em do chưa tiếp xúc nhiều thì cảm xúc ban đầu rất là quan trọng. Rồi. Em có cảm giác anh bạn này đang cố nói để thuyết phục em chứ không phải thật lòng. Không, cảm giác thật thà. Và chúng ta sẽ
sẽ cùng tiếp tục với ứng cử viên tiếp theo, đó chính là bạn Thành Phước. Wow. Đẹp trai. Cao. Chào chú quá ha. Chào chú hả? Dạ em xin chào toàn thể gia đình về bạn của bạn gái ạ. Xin chào bạn Thành Phước. Con thấy khi mà bạn Thành Phước bước ra cái không gian của gia đình mình có vẻ như là cái bộ ghế sofa này bị lắng động lại hẳn. Mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau. Dạ, không biết rằng trước tiên là từ phía ở bên ngoài, rồi cả bộ trang phục, cả về hình dáng của anh chàng Thành Phước này thì gia đình của mình thấy như thế nào ạ? À, thấy cũng dễ thương, cũng được, trắng trẻo, cao ráo này kia nọ đẹp, nhưng mà ăn mặc đồ sẽ sửa soạn lắm. Sửa soạn lắm, tức là rất là quan tâm đến... quan tâm bên ngoài á, bề ngoài đó. Dạ. Thấy cái tướng này có bồ, nhiều bồ lắm, nhiều bồ lắm. Mà nội có vẻ như là nói vậy là tức là mình không có tin tưởng về anh chàng này hả hay sao? Thấy cái dáng này là bà nội lo cho Băng Châu bà nội á. Em cũng khá là lo, tại vì em thấy anh này nói chung là cũng gọi là đẹp trai, biết ăn diện, cho nên là chắc nhiều cô theo đuổi lắm á. Mà Châu nó tính nó hơi kiểu cũng hơi gọi là hơi ghen xíu. Bạn Phước ơi, vậy bây giờ chắc là mình phải giới thiệu về bản thân của mình rõ hơn đi, để mọi người có thể là tìm hiểu về bạn hơn. Dạ, em là Lê Thành Phước. Em hiện tại là đang học tại trường Văn Lang, ngành quan hệ công chúng và truyền thông á. Năm mấy rồi em? Dạ, em năm nhất rồi. Bao nhiêu tuổi mà học mới học năm nhất hả? Dạ, 19. 19 tuổi? Còn trẻ quá. Dạ. Ủa? 22 tuổi, 19 tuổi. Vậy em giới thiệu tiếp về mình đi. Dạ, tuổi tác thì không quan trọng á. Quan trọng thì ở em. Em biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lúc bạn Châu cần. Thôi bây giờ giả thể như chị là Châu đi. Em buồn. Để coi anh bên cạnh. Trời ơi, thấy ghê, tôi nổi da gà luôn. Bây giờ điểm của em nó bị như vậy rồi em mà không có vượt qua được. Anh sẽ đi làm về cho tiền em học lại. Cho tiền em học lại. Học lại môn đó. Không cần tiền. Chẳng hạn bây giờ em muốn có cái xe mô tô cao thì cao, và anh mua nó và anh chở em đi chơi đi. Đúng không anh? Anh không dám nói trước nữa. Thôi em đi kiếm người khác. Nếu em thích anh làm điện là thiệt á hả? Anh sẽ làm mọi điều về. Vậy em kêu anh đi chết anh chết không? Cái đó thì anh phải suy nghĩ lại. Vậy đâu có thiệt lòng đâu, đâu có yên ta đâu. Thôi đi về chỗ chứ không buồn quá à. Đó là bị chị. Hả, là sao? Đó là chị, Bi Châu sẽ khác nữa. Bởi vậy tôi buồn quá thôi, tôi về chỗ. Sau những giây phút mình tìm hiểu một chút xíu về bạn Phước, con thấy bà nội đang băn khoăn cái điều gì đó đúng không ạ? Giờ con đang ở đâu? Con đang sống với cậu ở bên Phú Nhuận. Quần áo của con rồi ai giặt cho con? Vậy thì mình tự giặt thôi. À, tự nấu giặt cơm thì mình tự nấu và ăn thôi. Sau khi nấu ăn thì con tự rửa chén thôi. Con cũng biết nấu ăn hả? Do con tập gym á, cũng biết nấu. Con có đi làm à? Con đi làm thêm mẫu với model. Nói chung là đủ sống, đủ tiêu xài qua ngày. Vậy anh đến với Châu, anh có đủ để lo cho Châu không? Anh thích mẫu người con gái á, quan tâm, biết chia sẻ, mà thường đòi thì đúng lúc á, không á, hở chút là đòi anh cái gì, cái này, cái nọ, anh không thích. Không, em không nói là Châu đòi, nhưng mà em nói là những cái vấn đề cơ bản chẳng hạn. Cơ bản thì anh có thể dẫn đi ăn, dạ, đi rồi. Uống, đi xem phim. Cô hỏi nào, hồi nãy con nói con là đi làm bên người mẫu đúng không con? Dạ. Vậy con có biết nhảy không? Dạ, nhảy thì con sơ sơ. Sơ sơ? Tức là có biết thì mình phải làm liền cho mọi người thấy liền. Nhảy hay. Nhảy hay vậy ha. Bà nội thích. Vậy con cảm ơn à. Anh có từng học nhảy qua bao giờ chưa?
Chưa, những động tác đó thì từ nhỏ quen rồi. Nhưng mà con nghĩ rằng đó là một trong những cái mà để mình thư giãn sau giờ làm việc thôi. Thế còn nhiều cái khía cạnh khác nữa, nhất là để trở thành một người bạn trai của con gái mình, chắc là cô với lại bà, với lại bạn Ngân cũng quan tâm nhiều về vấn đề này. Bà thấy cái cháu này nhỏ tuổi hơn cháu và bà cũng thích. Nếu mà có gia đình rồi, không biết cháu có lo được cho gia đình cháu không? Vậy cái đó thì con không dám nói trước được, do con còn nhỏ, mà con có thể hứa, có thể lo cho cháu được những ngày sắp tới. Nhưng mà bà nói con nghe, phụ nữ mà một khi đã có con rồi là cái nhan sắc người ta xuống liền luôn á. Mà con thì nhỏ hơn cháu bà nhiều quá, nên bà sợ con với cháu bà không có lâu dài được. Dạ, cái suy nghĩ đó thì con không nghĩ tới. Đẹp thì tàn phai thì ai không bao giờ vậy. Nên con cứ nghĩ bên nhau thì hạnh phúc thôi. Cô hỏi con nè, ví dụ gia đình của cô á, như là ông nội, bà nội nè, không có thích cái nghề người mẫu này. Ví dụ con xin phép lại là con đang học quan hệ công chúng về truyền thông á. Sau này ra thì tổ chức sự kiện làm PA với có thể làm báo rồi làm nhà nước được nữa. Nghệ thuật thì con tham gia thì chơi thôi để kiếm sống thôi. Nhưng mà liệu bây giờ bắt đầu là quen Măng Châu xong rồi có bỏ liền được không? Nói bỏ liền thì con chắc không được. Cho em hỏi một câu nha. Em thấy nhìn bên ngoài á, dáng cũng có, mặt mũi cũng nhìn rất là ok. Thì không biết xung quanh anh hiện tại là có nhiều cô gái đeo theo không? Anh thường quen người lớn tuổi hơn á, do họ biết chững chạc á. Những người nhỏ tuổi hơn anh bằng họ còn có những suy nghĩ còn hơi con nít á. Con nít là sao? Vậy là cứ nhõng nhẽo suốt ngày. Giống như cô Tiên lúc nãy đó. Con quên. Và qua những chia sẻ vừa rồi của bạn Phước, không biết rằng gia đình của mình thấy như thế nào ạ? Cái cậu này là bà nội không thích, đó là nhỏ tuổi thôi. Bởi vì người đàn ông là trụ cột trong gia đình mà, còn nhỏ quá. Nội cha con nói, tuy con nhỏ tuổi nhưng con suy nghĩ cao, con có thể bao quát được. Con còn nhỏ nhưng mà nói chuyện với bà nội là chững chạc, khôn ngoan. Dạ con cảm ơn. Sao có vẻ như anh chàng này làm cho mọi người băn khoăn quá. Dạ rồi, cô băn khoăn lắm. Không phải vấn đề đẹp hay không đẹp mà là cái cách nói chuyện thì cảm thấy chưa có chín chắn lắm. Còn quý vị thân mến, bây giờ đã là những giây phút vô cùng quan trọng. Hai người nào sẽ tiếp tục với Cho Phép Được Yêu và người nào gia đình sẽ quyết định tạm biệt đây? Dạ, bây giờ xin mời bà nội sẽ cho ra quyết định thay cho những người thân của Băng Châu ạ. Gia đình Băng Châu xin quyết định chia tay. Hoàng Di. Ủa sao kỳ vậy? Không hiểu. Rất tiếc, như vậy là gia đình đã quyết định chúng ta phải nói lời tạm biệt với bạn Hoàng Duy. Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình vào lúc này được không ạ? Tới chương trình này em muốn có một cơ hội để có thể giống như là tìm một cái bước ngoặt mới trong cuộc sống của mình. Có thể là do mình không đủ tốt hoặc là do nhiều lý do nào khác. Con xin chào tạm biệt và cảm ơn hai bác và cảm ơn bạn nữ của bạn Châu luôn. Em cũng cảm ơn chương trình đã cho em một cái trải nghiệm thú vị. Có rất nhiều những tiếc nuối với bạn Hoàng Duy. Thế nhưng giờ đây chúng ta hãy cùng tiếp tục với hai ứng cử viên còn lại, đó chính là Trọng Nghĩa cùng với Thành Phước. Và hãy cùng xem họ chinh phục được như thế nào với những người thân của bạn Băng Châu để có thể được chấp nhận cho phép được yêu. Ở vòng hẹn hò thì chúng ta sẽ cùng nhận thấy là bạn Băng Châu lúc này xuất đầu lộ diện. Và bây giờ gia đình của mình là ngồi ở đây cùng với lại Ngọc Tiên để làm một trong những cái nhiệm vụ rất quan trọng, hỗ trợ giúp đỡ để giúp cho con của mình thử lòng anh chàng đó. Cô Hạnh sẽ có những cái điều chia sẻ để bạn Băng Châu nghe được từ tai nghe của mình để xem ứng xử của anh chàng hẹn hò với cô ấy ra sao. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một không gian rất lãng mạn, một quán cà phê, và Băng Châu đang ngồi đó và anh chàng Trọng Nghĩa sẽ xuất hiện. Chào cháu. Chào anh. Cảm ơn ngồi. Cảm ơn nha. Cảm nhận của em về anh như thế nào khi lần gặp đầu tiên? Lần gặp đầu tiên thì em thấy anh
là một người rất là chỉnh chu, mặt mày sáng lạng và có nụ cười rất là duyên. Cảm ơn em. Em ở ngoài rất là dễ thương luôn. Dạ cảm ơn em. Khi nãy lúc mà thấy anh nói chuyện với nội và mẹ bạn em á, thì em cũng rất là ấn tượng, tại vì anh rất là khéo. Nói chuyện rất là khéo, mà không biết là anh đang cố thuyết phục em thôi hay là bản tính ở ngoài anh vẫn là thật như vậy. Thì Nghĩa muốn tạo cái ấn tượng tốt với bà nội và mẹ trước. Bây giờ có cơ hội để gặp Châu thì hai đứa sẽ mở lòng nhau hơn và hiểu nhau hơn. Và tính cách của Nghĩa ở ngoài vẫn là chân thật giống vậy. Ở Châu cũng là nhân viên văn phòng luôn hay là làm gì? Dạ đúng rồi, nguyên văn phòng luôn. Tại vì công việc của anh là 8 tiếng hoặc là 10 tiếng. Nếu mà tìm hiểu một cái người bạn gái á, mà có thể là sinh viên hoặc là cái gì đó thì không có thời gian nhiều. Mình chỉ có thời gian buổi tối với nhau thôi. Mình được đi chơi này kia thôi. Anh muốn tìm hiểu một cái bạn gái á, như là một nhân viên văn phòng, thì hai đứa sẽ hiểu nhau hơn. Dạ, anh ở làm ở quận nhất hả? Anh làm ở quận nhất. Ở đường nào ta? Anh ở bên Tôn Đức Thắng. Vậy cũng gần em làm bên Nguyễn Trãi. Dạ, chị buổi trưa thế này đi ăn được á. Ủa mà Châu ơi, dạ Châu, con hỏi anh đã có người yêu chưa? Anh trước giờ á, anh có bao nhiêu mối tình rồi ha? Từ trước khi học đại học, anh cho 3 mối tình. Sao giống em vậy? Giống luôn hả? Hợp nhau vậy hả? 3 mối tình thì cái mối tình lâu nhất của anh á? Mối tình lâu nhất là mối tình cuối năm phổ thông. Cũng là mối tình làm anh nhớ nhất luôn. Quen được bao lâu ta? 2 năm rưỡi rồi. Sao chia tay vậy? Cái bạn mà anh quen hồi xưa là đậu đại học Cần Thơ. Và anh hồi xưa anh cũng đăng ký đó, nhưng mà vô tình anh bị rớt nguyện vọng. Phải lên đại học. Và thế là khoảng cách địa lý một ngày càng xa nhau á, thì cái bạn đó lại có người yêu mới. Cái bạn đó là yêu bạn thân của anh luôn. Nói chung là rất là buồn. Em hiểu, tại em cũng như anh thôi. Nhưng mà anh nói em nghe coi, anh muốn người bạn gái của anh như thế nào? Anh không có đòi hỏi cao gì, bạn muốn mức cái tiêu chuẩn bạn gái về bên ngoài. Dạ. Nhưng mà anh quan trọng vấn đề là cái bạn đó biết quan tâm anh một chút xíu. Cũng như là buổi trưa hay là gì đáng tin là anh ơi ăn cơm chưa hay đang làm gì đó. Một cái cử chỉ nhẹ thôi, nhỏ thôi, thì làm anh cũng vui nữa. Em cũng giống anh, tại vì em thích người yêu quan tâm. Em rất là ghét quen một người vô tâm và lúc nào cũng để mình phải nhắc nhở cái chuyện là phải quan tâm mình thế này thế kia. Châu, con hỏi anh coi mẹ của anh có ghê gớm không? Chứ có bắt con phải về làm dâu không? Em cảm thấy cũng có cảm tình với anh và cũng muốn tìm hiểu hơn chứ không phải là không có cảm xúc gì. Nhưng mà anh cho em hỏi là mẹ anh á, có muốn em về làm dâu, có bắt, có khó không? Mẹ anh thoáng có vấn đề đó lắm. Mẹ cũng ưa tâm sự với anh á là nếu mà tìm được người vợ trên đây á thì hai đứa tích cớp với nhau hay là gì đó để xây một cái nhà trên đây. Khi nào mẹ nhớ con hoặc cháu thì mẹ bao lên. Có bao giờ anh nghe mẹ nói là mẹ muốn người dạ, con dâu thế này thế nọ không? Không, mẹ thì dễ lắm, mẹ dễ cho nó. Dễ đó hả? Thường là em thấy mấy cái người ba mẹ mà có con trai một á, sẽ có. Riêng ba mẹ anh thì cũng kiểu như là hiện đại á, không có vấn đề là quan trọng ở dâu, nhưng mà nói chung là cũng biết trước biết sau thì cũng quan tâm ba mẹ, xem ba mẹ của anh giống như là ba mẹ của em thì anh chắc chắn một điều đó là mẹ anh sẽ thương em giống như là thương anh. Còn nói gia đình mình bên nội đó là anh em trai không đó, nhắm anh có thể vượt qua cái mấy cái thử thách đó không đó? Anh biết sao không? Bên gia đình em có một mình em là con gái thôi. 10 anh em trai rồi. 10 anh trai. Anh em trai là bên dòng họ. Chứ thì, mình em gái thôi. Nếu mà mình đến với nhau thì anh nghĩ là anh phải làm gì để mà gây ấn tượng hay là vượt qua được? Nhưng mà có dịp á thì em dẫn anh về nhà em giới thiệu với anh, mấy anh hoặc là mấy ba mẹ này kia. Thì anh sẽ chỗ tài anh. Bữa đó là anh sẽ nấu ăn. Qua cái món ăn đó thì anh cũng muốn nhắn nhủ với mấy anh đó là hãy yên tâm. Em sẽ lo cho em của anh bằng cách mỗi ngày nấu ăn. Bây giờ con giống như con thấy con dán dưới chân con, giả bộ con sợ, con đứng dậy con la lên đi. Cái anh chàng đó là xử lý thế nào? Em á, bướng bỉnh lắm, anh chịu được không? Bướng bỉnh là như thế nào em nói rõ luôn cho anh không hiểu. Ví dụ như là mình gây nhau cái gì đó nhưng mà em không có muốn nhận lỗi. Em ngang, em nói em đúng. Thì trong lúc đó thì em bướng bỉnh. Anh ơi, con dán, anh ơi. Đâu, để anh. Anh con dán kìa, anh ơi, sợ con dán. Không có sao rồi, không có sao. Anh thấy rồi, nó đi rồi em. Không sao rồi. Không sao rồi. Đi đâu nó anh? Nó đi rồi em. Dạ. Nó đi rồi, không có gì em. Bình tĩnh nha. Dạ. Tính quen. Đi rồi. Sao rồi? Dạ, sao anh? Hết thời sầu vậy? Dạ rồi, sao anh nói đi. Bình tĩnh chưa? Dạ rồi, Về lại nha.
nếu mà trong trường hợp đó em bướng bỉnh á, em nghe như vậy thì anh sẽ nhìn lúc đó. Những lúc mà em hết giận á, thì anh sẽ phân tích ra thì ai sai, thì để em nhận ra được cái vấn đề đó. Thông qua những cái điều họ vừa nói chuyện với nhau rồi cả cái ứng xử của anh chàng này, thì có những cái điểm nào bà nội thích và những cái điểm nào bà nội không thích? Mà nó không có cái nào bà nội không thích hết. Dạ. Làm bà nội thấy cũng được. Nhất là cái vấn đề mà Châu nó nói mà nó bướng bỉnh á, thì cái cọc này cậu nói là cậu sẽ nhịn nó. Cô bắt đầu thích cái anh chàng này rồi á, có vẻ lành. Em khá là thích cái anh này, bởi vì cái cách xử lý tình huống của anh rất là hay, mà kiểu là cảm giác rất là chân thành, rất là ấm áp, có cảm giác là biết che chở cho cái người mình yêu nữa. Rồi, chúng ta đã thấy được phần hẹn hò của Băng Châu với Trọng Nghĩa như thế nào. Vẫn còn một chàng trai nữa, đó chính là bạn Thành Phước. Anh chàng này hẹn hò của Băng Châu và sẽ có những cái điều gì xảy ra giữa hai người đây? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nhé. Hello em. Hello. Lần đầu gặp anh em thấy anh như thế nào? Em thấy anh đẹp trai. Cảm ơn em. Vậy chứ lần đầu anh gặp em anh thấy sao? Anh thấy em cũng có nét dễ thương ấy. Dạ, cảm ơn anh. À, quên, anh 19 tuổi hả? Em 19. Vậy gọi bằng chị chứ. À mà thôi thì gọi tên đi cho dễ ha. Nghĩa. Em tên Châu. Dạ. Anh tên Phước. Em tên Phước. Nghe nói là Phước thích quen người lớn tuổi hơn hả? Phước từng quen nhỏ tuổi rồi, dạ. Thấy không hợp á, nên thường không đến đâu. Con hỏi coi người yêu trước của anh có lớn tuổi hơn không? Người yêu trước của anh á, có lớn tuổi hơn không? Không, Phước lên đây mới quen người lớn hơn. Hỏi coi người lớn tuổi có gì để mà có sở thích mà quen người. Vậy cái người lớn tuổi đó có gì đặc biệt mà anh muốn quen? Người lớn tuổi họ có thể nghĩ cho mình nhiều á. Họ biết mình làm gì hay nghĩ gì, hay có thể Phước đi đâu hay làm gì á, họ có thể biết. Còn nhiều khi quen người nhỏ tuổi, họ chỉ nghĩ trong đầu một cách suy nghĩ gì, dạng như là anh đã đi chơi hay là làm gì, không nói với em hay là không nhắn với em hay gì đó. Phương không thích. Phước có thích quen một người mà có thể họ chín chắn, họ chững chạc nhưng mà họ hay ghen? Ghen thì Phước cũng hơi thích. Người ta thương người ta mới ghen á, thường là vậy. Châu thường làm văn phòng á. Châu làm giờ hành chính sao từ 7 giờ tới chiều luôn à? Dạ đúng, em làm tới 5 giờ chiều. Phước cũng thường đi học tới khoảng giờ đó. Bên phê bên chị Bình Thạnh á. À, xa. Xa, Châu đâu? Làm ở quận 5. Quận 5. Châu ơi, con hỏi coi, thí dụ như làm xa vậy có thời gian mà đưa đón nhau đi chơi hay là... Làm xa như vậy á thì có cái thời gian mà đưa đón nhau đi chơi? Thì do Châu á, thường làm giờ hành chính á, thì tối thì Phước cũng rảnh. Phước thì lâu lâu thì đi chơi thôi. Nếu có thể thì ngày nào cũng đi. Ngày nào cũng đi. Con nói là ngày nào đi cũng không được đâu, ba mẹ la, ba mẹ khó lắm. Anh á, nhà có anh chị em gì không? Nhà anh thì có đứa em á, học cấp 2 á. Em thì con 1. Cho nên là anh có thích cái vấn đề ở rể không? Ở rể? Ở rể thì cũng ok, do anh với là con kẻ. Thường thì anh sẽ về phụng dưỡng với ba mẹ hơn. Anh thì cũng không có áp đặt điều đó quá nhiều. Giả bộ con nói thích uống cái ly cà phê đó đó. Từ nhỏ lớn là em thích uống cà phê lắm, nhất là cà phê sữa luôn. Nên là em không thích uống cam như lắm, không thể đổi anh cho em uống. Con giả bộ rồi, con giả bộ con làm đổ vô cái ly vô người của anh đó. Giống như mình hậu đậu á. Ủa mấy giờ anh uống chưa? Chưa. Nè hả? Nè, anh đây coi nè. Ê, dính vô. Ê, chết chết, xin lỗi á. Xin lỗi, nó sao mà. Để cho anh xử lý. Nó sao mà, em muốn chỉ cho anh coi. Ồ, sao? Dạ. Không thấy, anh không thấy bực à? Ồ, anh thì người không hơi bực. Tại vì em cảm thấy cái bộ này anh có vẻ thích á, em đổ hết của anh rồi kìa. Không có bộ này, có bộ khác mà. Nhưng mà... Không có đồng hồ rồi kìa. Nhưng mà không có em thì không có ai khác. Cảm ơn em. Nhưng mà đổ hết vậy rồi, sorry anh nhiều nữa. Không sao. Dạ, rồi. Em có thích đi phượng không nè? Em thích. Nhưng mà tại vì gia đình khó cho nên là không có đi được. Khó hả? Không, chưa có hỏi đi nhiều. Thì cái dịp thì ra quê anh sẽ đi phượng. Dạ.
Châu con nói như vậy là con nói là nãy làm đổ ly nước là tại vì em hậu đậu lắm. Ở nhà em thì là hư đồ đạc hoài luôn. Em làm đụng tới đâu thì vỡ tới đó luôn. Thì em sẽ khắc phục. Ý là em sẽ, anh sẽ tập dần cho em á. Chứ hở lúc nào cũng hậu đậu thì không được. Cái tính cách em mà đó giờ không sửa đổi được đâu á. Tại vì ba mẹ em cũng làm rất là nhiều mà tại cái tính em như vậy rồi. Thì sao anh? Thì anh muốn quen em, muốn đến bên em thì anh sẽ chấp nhận hết. Những giây phút mà chúng ta thấy là cái cuộc hò hẹn giữa Thành Phước với lại Băng Châu nhà mình. Dạ không biết là bà nội rồi cô với lại em Ngân thì thấy như thế nào ạ? Bà nội thấy không được đâu. Cậu này không có chịu được. Con thấy cũng cái gì cũng nhẹ nhàng, cái gì cũng chịu theo ý của cô nàng hết mà. Thấy vậy nhưng mà không được. Nói thì nói vậy nhưng mà cái với cái tánh con Châu nó bướng bỉnh thì sợ cái cậu này cũng chịu không được đâu. Cô đồng ý với bà nội. Dạ, nhưng mà hồi nãy em thấy cái tình huống mà đổ cái ly cà phê, sửa cái nước vô cái áo quần của anh chàng đó mà anh chàng tính queo à. Cái đó là buổi ban đầu, không. Vậy thôi, dài thì sao không được vậy đó. Theo những gì mà nãy giờ bạn đó thể hiện á, thì mình cảm thấy là nói chung bạn này cũng khá là tốt. Nhưng mà không biết cái đó có phải là diễn hay không, hay là chỉ là đó là con người thật của bạn ấy. Sau khi bị đổ cà phê, Phước cảm thấy là bạn Châu thì vô tình làm đổ về mình Phước thôi. Bộ quần áo Phước đang mặc thì cũng hơi đắt, nhưng Phước cảm thấy là chuyện đó là khá bình thường. Quý vị thân mến, và giờ đây thì Tim đã trở lại với Tiên. Ồ, Tim, rồi. Thế còn hình như Thiếu. À đúng rồi, Thiếu, nhân vật chính của mình. Nhân vật chính. Rồi, thôi mời Băng Châu ra đi ha. Rồi, xin mời Băng Châu hãy trở lại với chúng tôi nào. Xin chào Băng Châu. Anh đang rất là thắc mắc thì không biết là cái sự lựa chọn của bà nội, mẹ em có trùng khớp với ý của em hay không? Sao? Bây giờ cái cảm giác của bạn là sao? Hồi hộp? Dạ đúng rồi vậy. Như vậy là bạn ấy đang rất là hồi hộp. Ai cũng vậy hết đó. Đúng đang rồi. Rất là muốn tìm hiểu xem liệu rằng sự lựa chọn của người thân và cùng với Băng Châu có giống nhau hay không. Cho con xin hỏi, ai sẽ là người cho ra cái quyết định cuối cùng? Dạ, mẹ của Băng Châu. Dạ, cô ơi, cô sẵn sàng chưa hả? Sẵn sàng rồi. Vậy thì bây giờ xin mời cô cho ra quyết định cuối cùng. Người mà gia đình Băng Châu cho phép được yêu là... Và người đó chính là... Trọng Nghĩa. Bạn có hài lòng với những gì mà gia đình của bạn đã chọn không ạ? Cái người mà thật sự mà em cảm giác mà muốn tìm hiểu là thật sự không phải là anh mà là cái người đầu tiên đã bị loại. Vậy là mình không thể tiến với nhau được đúng không? Sorry anh, tại vì thật sự anh cũng có những cái điểm chung với em và cũng có những cái lời nói khiến em cảm thấy cũng rất là cảm tình với anh. Em ơi, nhiều khi ý kiến của mình á sẽ không có cái kinh nghiệm bằng người lớn. Cái cậu đó thì không có cái gì để mà chê hết á. Nhưng mà có cái là cái tánh cậu hiền quá. Hiền. Ủa hiền là được chứ bà. Cái thằng con trai của bác nó cũng hiền lắm. Dạ. Rồi giờ gặp với cậu này hiền nữa, là trong gia đình có hai người đàn ông mà hiền quá thì đâu có được. Mỗi một khi mà mình bị người ta hiếp đáp cũng phải có người đàn ông ra tay. Băng Châu có suy nghĩ lại không? Nội thì cứ nghĩ là em còn hiền, mà em cũng không có hiền lắm đâu. Anh đó thì anh không, em nghĩ anh không phải là hiền đâu mà anh là chân thật. Không phải hiền theo kiểu dễ bị ăn hiếp đâu ạ. Khi người ta thích rồi thì cái gì người ta cũng bình thường. Như vậy là chúng ta cũng thấy một điều, đó chính là sự cho phép của gia đình Băng Châu và sự lựa chọn trong trái tim của Băng Châu lại không trùng khớp với nhau. Chứ là Trọng Nghĩa cùng với Băng Châu phải bắt tay nhau để nói lời chào tạm biệt rồi. Sorry anh nha. Rồi.
Nhưng mà không yêu nhau thì mình cũng thể làm bạn với nhau. Thể làm bạn đúng không? Đúng rồi. Không biết em có cho anh cơ hội để được làm bạn với em không anh? Dạ chắc chắn rồi anh. Có sao đâu. Cảm ơn em. Cảm ơn bạn trong nghề rất nhiều và hy vọng rằng bạn sẽ luôn thành công hơn nữa trong cuộc sống và cũng như tìm được một nửa yêu thương của mình. Còn bây giờ chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt bạn Trọng Nghĩa hả? Cảm ơn chị. Tiên và gia đình thân mến, hy vọng rằng chúng ta cũng cùng nhận thấy hôm nay chưa đúng với người mà gia đình cho phép được yêu. Thế nhưng hy vọng rằng bạn Băng Châu sẽ tiếp tục trên con đường sự nghiệp của mình và tìm được người yêu lý tưởng. Xin cảm ơn bà nội, xin cảm ơn cô Hạnh và xin cảm ơn Ngân rất nhiều khi đã cùng hỗ trợ cho Băng Châu. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đón xem Cho Phép Được Yêu. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Sunrise Media được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Xin cảm ơn nhà tài trợ Sum Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang và đặc biệt xin cảm ơn nhà tài trợ chính Xâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu đã tài trợ chương trình này. Và còn giờ đây Tim Ngọc Tiên cùng với gia đình của bạn Băng Châu xin được nói lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Thật rồi đã lâu rồi em không có quen. Lâu rồi là bao nhiêu lâu? Khoảng hơn một năm. Cứ tưởng 8 năm. Hơn một năm là khoảng thời gian đẹp để mình cảm nhận trái tim của mình cần ăn. Đúng rồi. Đây là mẹ em, người phụ nữ vừa đẹp vừa giỏi. Muốn cho con mình có một tấm chồng cũng có gia thế. Lương tháng được nhiêu con? Trên 6 triệu con. Lương 6 triệu lo cho em cũng chưa chắc tốt nữa. Làm sao em lo được cho bằng quý chị em. Bây giờ anh có yêu em không? Anh có. Vậy bây giờ anh có đi với em không? Em đợi anh đến theo một để xét. Chết chứ mày quá. Lành dữ lắm. Không biết anh có nhà riêng không anh? Không, hiện tại thì không có. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!